Xin chào các bạn. Nói đến Singapore, mọi người ai cũng biết là một quốc gia có nền giáo dục chất lượng cao, được công nhận trên toàn thế giới. Không chỉ có cơ sở trang thiết bị đầy đủ mà còn có chương trình giáo dục tiên tiến. Có rất nhiều trường ở Singapore đạt được những tiêu chuẩn này. Trong số đó có trường Kaplan. Trường Kaplan cũng là một trong trường thu hút khá nhiều học sinh Việt Nam và các sinh viên nước khác. Mặc dù học phí tại Singapore so với khu vực là rẻ hơn, tuy nhiên nếu các bạn nhận được học bổng từ trường sẽ tiết kiệm được rất nhiều và không quá lo về chi phí trong quá trình du học. Các bạn hãy tham dự ngay tuần tham vấn Singapore tại Học viện Kaplan. Học bổng hấp dẫn lên đến 160 triệu đồng. Thời gian là từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017. Thời gian là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và chiều là từ 15 giờ chiều đến 17 giờ chiều. Địa điểm văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký ngay với số điện thoại 0283848479, 02838382080, 0995693574, 0996277629. Một trong những thế mạnh và là điểm nhấn nổi trội trong chương trình đào tạo của trường Kaplan Singapore đó chính là khóa học đào tạo cử nhân bằng kép với các chuyên ngành học khác nhau. Chương trình được Kaplan liên kết với trường Đại học Modern đào tạo. Để hiểu rõ hơn về chủ đề học cử nhân bằng kép tại Kaplan Singapore có lợi thế gì thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này nhé. Chất lượng giảng dạy tại Kaplan Singapore luôn được đánh giá cao nhờ sự hợp tác với các trường đại học danh giá ở Anh, Úc. Mỗi chương trình khi học tại trường Kaplan được quản lý bởi một tư vấn viên. Tư vấn viên tiếp nhận phản hồi từ sinh viên và liên tục điều chỉnh chương trình để phù hợp với yêu cầu học sinh. Với con số hơn 50% học sinh Kaplan giới thiệu người thân và bạn bè cùng học, Kaplan chứng tỏ là sự chọn lựa của các bạn học sinh sinh viên. Kaplan Singapore hiện nay có khoảng 144 giáo viên tại Singapore và hơn 70 giáo viên từ các trường đại học đối tác bay sang Singapore giảng dạy. Sinh viên theo học chương trình cử nhân bằng kép tại Kaplan Singapore được đánh giá là có khả năng tìm được việc làm rất nhanh sau khi tốt nghiệp, vì có thể đảm nhận nhiều vị trí ở các lĩnh vực khác nhau, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Sinh viên sẽ không mất thêm thời gian và chi phí khi học thêm một chuyên ngành thứ hai. Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ nhận được một bằng cấp với hai chuyên ngành, một trong những lợi thế cho các bạn khi đi xin việc. Các ứng viên có bằng kép thường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và trả mức lương cao hơn từ 5 đến 10% so với các ứng viên khác. Học hai chuyên ngành cùng lúc giúp sinh viên có được sự hiểu biết rộng rãi về những lĩnh vực học tập khác nhau. Ngoài ra, sinh viên có thể chọn các môn học bổ sung cho nhau và có được chiều sâu kiến thức trong lĩnh vực học tập đặc biệt này. Chương trình cử nhân bằng kép tại Kaplan Singapore do Đại học Modern của Úc cấp bằng gồm kế toán và tài chính, cử nhân thương mại ngân hàng, cử nhân thương mại tài chính, thương mại và quản trị, truyền thông và media, quản trị du lịch và khách sạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Singapore, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Hồ Chí Minh, số điện thoại 0283848479, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 02838382080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.